chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình 360 độ ngon. Và ngày hôm nay thì Bảo đang có mặt ở chợ Hồ Thị Kỷ, hay mọi người còn gọi là chợ Campuchia. Bảo nhớ rằng là trước đây thì Bảo đã từng ghé ngôi chợ này rồi, nhưng mà cái thời điểm đó là vào khoảng trưa chiều gì đấy, nên là những cái món ngon, những cái hàng quán ở trong ngôi chợ này chưa có dọn ra đầy đủ. Chính vì như vậy thì ngày hôm nay Bảo quyết tâm quay trở lại vào thời điểm chiều tối như thế này. Tại vì chiều tối thì ở ngôi chợ này thì hầu như các bạn thấy rằng là rất nhiều những món ngon, những hàng quán đã dọn ra bán, và mọi người thì cũng kiểu mà đi dạo trên con đường này, nó giống như là một cái phố đi bộ vậy đó. Đi rồi mình nhìn mình thích cái món nào thì mình ăn cái món đó. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có cái thử thách, đó là 100.000, và ăn làm sao hết 100.000 đó với những cái món ngon ở chợ này. Và bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ cùng bắt đầu với món đầu tiên các bạn nha. Let's go. Món đầu tiên mà Bảo giới thiệu cho các bạn đó là món bánh kép Hồng Kông. Các bạn có biết món bánh kép Hồng Kông là món gì không? Đúng rồi, các bạn không biết thì sao Bảo biết được chứ. Bây giờ mình đi vô trong để mình tìm hiểu kỹ hơn về cái món này nha. Let's go. Bạn cho mình hỏi thăm là cái món này mình bán được bao lâu rồi? Dạ, cái món này em bán được hơn 1 tháng rồi. Hơn 1 tháng rồi. Mình thấy ghi ở ngoài là bánh kép Hồng Kông, là cái món này là mang từ bên Hồng Kông về luôn hay sao? Dạ đúng rồi. Cái món này thì sẽ có ăn cùng với cái gì hay là như thế nào bạn? Dạ, cái này mình ăn kèm với rau nó sẽ ngon hơn. Dạ. Còn nhân thì có 5 nhân. Dạ. Là xé xíu, tôm, gà, cà với xúc xích. Dạ. Dạ. Còn nếu mà mình muốn ăn đầy đủ thì mình ăn nhân đặc biệt. Đặc biệt là bao nhiêu một phần? Dạ, đặc biệt thì 40 ạ. Đặc biệt là 40. Hồi nãy mình có 100.000, mình ăn 40 thì mình sẽ còn lại 60. Ok, em cho một phần đặc biệt nhá, đầy đủ luôn. Ở đây mình có chỗ ngồi đúng không ạ? Dạ. Đầu tiên á, thì các bạn sẽ cảm nhận được cái vị thơm của cái phần trứng. Ở đây thì sẽ có hai cái nguyên liệu mà hầu như là cái bánh kép nào cũng có, đó chính là cái phần rau, hình như là bắp cải và trứng gà đấy. Nên là khi mình ngửi này sẽ mình cảm nhận cái mùi trứng liền. Ở bên ngoài sẽ là cái bao giấy. Bảo rất là thích những cái quán sử dụng cái bao giấy như này, vừa thân thiện với môi trường và cũng như là rất là đẹp nữa. Rồi, và hai cái chữ trên này thì mặc dù là tôi không biết tiếng Hoa nhưng tôi nghĩ nó là bánh kép. Bánh thế. Các bạn nào biết thì các bạn nhớ bình luận ở dưới là các bạn bảo nói đúng hay nói sai nhé. Đây, một chiếc bánh 40.000. Rất là dày luôn á. Đầu tiên là cái phần vỏ bánh ở bên ngoài đó. Nó mềm giống như là một cái trứng chiên vậy đó. Nó sẽ hơi dai hơn một chút, cảm giác như vậy. Và tại vì có phần trứng ở trong đó nữa, nên là cảm giác kiểu giống mình liên tưởng rằng là ở bên ngoài cái phần vỏ này nó giống như cái phần trứng chiên bọc lại vậy. Ở bên trong sẽ rất là béo, có rau nè, có cái vị thơm của xá xíu ở trong đó, rất là ngon nha. Có một cái vị hơi cay cay nhẹ nhẹ trong này nữa, không biết nó đến từ cái gì nhưng mà có cái vị hơi cay cay. Mmm, 40.000. Bạn thấy cái giá này đó, nó không có cao, tại vì nó rất là phù hợp với cái chất lượng của cái bánh kép này luôn. Rất nhiều nhân ở bên trong, cái bánh rất là dày luôn. Với một cái bánh đặc biệt đó, thì các bạn sẽ có 5 loại nhân, đó là gà, cá, xá xíu, xúc xích và quên rồi. Nói chung là 5 loại các bạn nhé. Và cái vị béo ở trong này từ nãy giờ ăn và cảm nhận khá là kỹ thì biết rằng là nó đến từ cái phần đó là phô mai ở trong này. Có phô mai ở trong chiếc bánh này nữa. Cái béo của trứng nè, cái béo của phô mai nè, cái thơm của những cái phần nhân nè. Có một ít rau để không gây ngán nữa. Cái phần bột mềm mềm, thơm thơm, tại vì được rán ở trên chảo á. 40.000 rất phù hợp luôn. Ăn đến cái đoạn này thì bảo mới cảm nhận được và biết được cái loại nhân thứ 5 của nó là cái gì rồi. Đó là cái phần tôm. Lúc nãy là kể 4 rồi đúng không? Tôm là cái loại nhân thứ 5 có trong cái bánh đặc biệt này. Quá nhiều hương vị. Rất ngon. Có cái vị béo. Rất đã luôn. Phải nói rằng là kiểu như cái món ăn này sẽ là một cái món ăn vừa là ăn vặt, vừa là ăn no. Tại vì nó khá là nhiều quá các bạn. Ừ.
quá đã. Bảo thích nhất đó là cái vị béo của cái phần phô mai nè, cái phần bột có trứng ở trong đó nó cũng béo nữa, ăn rất ngon. Và đặc biệt là cái vị thơm của xá xíu á, ở đây họ làm cái phần thịt xá xíu rất là thơm. Và mình đã tiêu 40 ngàn cho cái món bánh kép này. Phải nói rằng là đây là một cái món ăn vừa mới xuất hiện ở trong chợ Hồ Thị Kỷ thôi. Như bạn chủ chia sẻ thì chỉ mới hơn một tháng thôi. Nhưng mà nghĩ rằng là nếu bạn nào lâu rồi không ghé chợ Hồ Thị Kỷ hay là chợ Campuchia thì hãy đến đây và thưởng thức một chiếc bánh kép. Mình sẽ thấy được cái vị ngon của nó, sự hấp dẫn của nó là như thế nào. Và bây giờ thì trong túi Bảo còn 60 ngàn. Chứ như vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái món ăn tiếp theo các bạn nhé. Let's go. Và món tiếp theo trong cái series ngày hôm nay thì đó là cái món nem bò nướng Nam Bộ. Thật ra thì đây là một cái món đã rất là nổi tiếng trên con đường Hồ Thị Kỷ này rồi. Thế nhưng mà đây mới là lần đầu tiên bà thưởng thức cái món này. Nem bò nướng Nam Bộ là một cái cây nem như thế này. Phía bên ngoài sẽ là cái phần thịt bò được nêm nếm rất là thơm, nướng vàng lên. Và cái phần thịt bò đó thì sẽ được quấn bên ngoài. Ở phía bên trong thì sẽ là cái phần cái cây sả. Ở đây thì họ sẽ sử dụng là cái cây sả tùy mỗi nơi khác nhau. Nhưng mà họ nghĩ rằng là cái việc mà cái phần thịt bò được quấn quanh cái cây sả thì khi nướng lên thì nó sẽ thơm hơn. Ở đây thì sẽ có cái phần rau răm nè. Ở bên dưới sẽ là cái phần rau muống ngâm chua. Và có hai loại nước chấm, một cái loại nước chấm để trong cái chén và một loại nước chấm nữa thì sẽ là cái phần tương ớt. Cái cây sả bên trong đó, nó hơi to. Thế nên là ở đây á, thì khi mà các bạn mua đó thì quán cũng sẽ hỏi là các bạn có cần họ cắt ra giùm hay không. Bọn nghĩ là nếu mà cắt ra thì dễ ăn hơn, nhưng mà tại vì ngày hôm nay thì quay hình nên bọn muốn để thử nguyên cây như thế này luôn để xem rằng là cái hình dáng bên ngoài nó như nào, rồi cái phần nem nướng ra sao, đặc biệt là cây sả nó có to hay không luôn. Bảo nghĩ là cái phần thịt bò thì nó hơi mỏng nhưng mà cái cây sả trong thì nó hơi to hơn, nhưng mà như thế này thì ăn nó sẽ không có bị ngán và rất là thơm. Cái phần thịt bò này rất là thơm luôn. Họ có ướp sả ở trong đó và thêm một chút gia vị nữa để nó có cái vị là mặn mặn, ngọt ngọt, thơm thơm của cái phần sả nữa. Phần thịt bò rất là ngọt. Và cái phần nước chấm này thì đó là cái phần nước chấm sa tế, cây cây. Ngon quá. Ở đây các bạn cắn không khéo là nó ra luôn cả cái phần sả như này nhá. Cẩn thận nhá. Và ở đây thì mình sẽ ăn một là với rau răm nè, hoặc là rau muống. Và thích cái phần rau muống này hơn. Cái kiểu mà rau muống ngâm chua như thế này á, giống mấy cái món ở dưới miền Tây mà bạn hay ăn á. Ngay cả cơm tấm, thỉnh thoảng có một vài quán thì họ cũng sử dụng cái phần đó là rau muống ngâm chua như thế này. Chua chua, ngọt ngọt, giòn giòn, sần sật. Ngon quá. Đúng là thay vì nếu như mà cái phần thịt bò này quấn quanh một cái cây bình thường thôi để nướng thì nó cũng ngon. Nhưng mà nếu như mà mình quấn quanh cái cây sả thì bọn nghĩ rằng là đúng thật là nó sẽ thơm sả hơn. Và cái cảm giác giống như là không hiểu như thế nào nữa, nhưng mà mình thấy là mình thấy ra ngon mắt rồi, rất là hấp dẫn rồi. Cái phần thịt bò nướng này nhá, không cần nước chấm luôn, ăn như thế này thôi là bạn thấy nó đã vừa vị rồi. Nếu như các bạn cần thêm cái vị một chút cay cay nữa thì các bạn nên chấm với phần nước chấm, hoặc là tương ớt hay là sa tế. Còn không thì mình ăn như thế này thôi mình cũng đã thấy nó ngon, rất vừa miệng, rất ngọt của phần thịt bò luôn. Và bảo thấy rằng cái món nem bò nướng Nam Bộ là một cái món rất đáng thử khi các bạn đến với chợ Hồ Thị Kỷ. Tính là nãy giờ là mình ăn rồi đúng không, còn bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến một cái món uống trong chợ này. Chúng ta cùng đi thôi nhé. Và vừa phát hiện được một cái quán đó là trà mật trái cây. Hồi trước thì đi ngang đi qua đi lại nhưng mà chưa thấy cái quán này. Chứ như vậy thì bây giờ bọn sẽ quyết định là gọi một cái ly trà ở đây thưởng thức. Ở đây thì họ có ghi là trà 100% nấu từ trái cây tươi nguyên chất luôn. Đấy, để mình hỏi một chút là ở đây thì cái món nào họ bán chạy thì mình sẽ uống món đó. Bạn ơi cho mình hỏi một xíu, ở đây thì
Cái món nào là mình bán chạy nhất? Dạ, dâu tầm với dâu tây. Dâu tầm với dâu tây. Bảo sẽ uống dâu tây, có thích dâu tây hơn. Bạn ơi, cho mình gọi một ly trà dâu tây nhé. Một ly như vậy có giá là bao nhiêu ạ? Dạ, 20.000. Ok, tính ra vậy là 80.000 rồi. Mình còn 20.000. Rồi, bây giờ ở đây mình có chỗ ngồi lại đúng không ạ? Ok, mình vào trong nhé. Và ở đây là một cái ly trà mật dâu tây với giá là 20.000 các bạn nhé, rất là to luôn á. Theo bảo đánh giá thì về size, về cái kích cỡ đó thì ok rồi đó. Còn bây giờ thì mình sẽ thưởng thức hương vị của nó thôi. Ở trên thì sẽ có một cái lát cam, một lát chanh, một ít cái phần dâu tây. Lúc nãy thì bảo thấy rằng là họ sẽ múc cái phần dâu tây trước vào trong ly này, rồi cho thêm một ít trà, rồi thêm một cái chút đường hay gì đó, rồi đá, rồi lắc đều lên, rồi xong sau đó cho vào ly thì họ múc thêm một ít cái phần dâu tây lên trên nữa, rồi cho thêm một ít lát cam chanh để cho cái vị nó chua chua ngọt ngọt nó vừa hơn. Bảo nghĩ là như vậy. Còn bây giờ thì mình sẽ thưởng thức nhé. Và ở đây thì thật ra là họ bán như bạn nào đã từng đến với chợ Hồ Thị Kỷ hay chợ Campuchia thì đều biết là những cái hàng quán á, họ bán san sát lẫn nhau luôn. Và những cái tiếng xe cộ hay là tiếng người buôn bán, những cái quạt thổi để nướng này kia bla bla rất là nhiều. Chứ như vậy thì mình nghĩ là âm thanh nó sẽ hơi ồn một chút. Nên là trong video này nếu như nó hơi ồn thì các bạn cũng thông cảm một xíu nha. Tại vì Bảo cũng đã cố gắng nói lớn hết cỡ rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thưởng thức cái ly trà mật dâu tây ở đây. Cảm giác là từ nãy giờ mình ăn bánh kếp nè, mình ăn bò nướng nè, nó có dầu mỡ hay nó có cái vị béo nó làm cho mình ngán á. Thì khi mà uống một cái ly trà mật này rồi, cái vị ngọt của cái ly trà mật á thì nó sẽ khác cái vị ngọt mà các bạn hay uống những cái loại trà trái cây khác. Cái ngọt nó đậm hơn nhưng mà nó kiểu như rất là đã luôn á. Và có cái vị chua chua nữa chứ không phải là quá ngọt. Và tổng kết lại từ nãy giờ, đã ba quán rồi. Một quán bánh kếp Hồng Kông nè, một quán nem bò nướng Nam Bộ, một quán là trà mật trái cây. Thì mình đã tiêu hết 80.000 rồi. Phải thừa nhận một điều rằng là chỉ mới có ba món thôi, nhưng mà bây giờ thì bao tử của Bảo nó đã căng ra rồi. Nhưng mà vẫn chưa hết 100.000 đúng không? Thì thôi, nếu mà mình không xài hết 100.000 thì biết đâu chị biên tập buồn. Đó là bây giờ thì bà sẽ tìm một cái món gì đó để mua mang về, tối về nhà làm việc, coi phim, mình ăn tiếp. Hồi nãy giờ đi là nghĩa nghĩa là thấy chợ thì có nhiều món mang về lắm nha. Đó là bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ tính tiền, đẩy cái nắp lại và đi tìm một cái món gì đó mua mang về ăn. Các bạn cùng đi theo Bảo nhé. Let's go. Bây giờ nói thiệt cô là con nãy cầm 100.000 đi vô chợ ăn hết 80 rồi, giờ còn 20 à. Mình với 20 thì mình có thể mua được gì cô Loan? Được, 20 là mua gì cũng được đây hết. Cái này là bao nhiêu một ly? 30 thì lấy con 20. 30 lấy 20 thôi. Nhưng mà cái này các bạn nhé, cái này là cô Loan chỉ bán cho Bảo là 30 lấy 20. Chứ mấy bạn đừng xem chương trình này xong rồi cứ nói là tại bữa hôm bán cho Bảo 20 thôi nha. Một ly như thế này là có giá là 30.000. Còn nếu ly to thì sao cô Loan? To này 50, cái này 80. Ly này là 50, đây ly to hơn một xíu là 50, còn ly to nhất là 80.000. Còn mấy cái bên kia thì dao động từ bao nhiêu cô Loan? 10.000 món. 10.000 một món, ăn ít ăn nhiều thì có thể mua thêm. Dạ rồi, học hay là cô là người miền Tây? Tự làm luôn. Cô Loan là quê đâu? Quê Đồng Tháp. Cô quê Đồng Tháp luôn, chánh gốc. Mấy món này là mình tự làm dưới quê hết. Wow, ở đây là có hai loại cà na các bạn nhé, là đập cái ngào đường. Và bên này là ngào đường. Này là cô Loan cho ăn review tiếp. 100.000 vô đây là ăn no bụng. 100.000. Không chỉ no mà còn mang về nữa. Với hàng cô Loan là Bảo phải mang về rồi, hết ăn nổi rồi. Rất là ngon. Chua chua ngọt ngọt. Cái này mà có thêm miếng muối ớt nữa, chấm vô một cái nữa. À đây, con cảm ơn cô. Đây, còn muối ớt luôn. Đó. Cà na ha, đập, chua chua ngọt ngọt. Chấm miếng muối nữa. Hai loại muối luôn nữa nha. Wow. Cái này muối hộp râm nè. Cái này muối tôm nè. Muối Tây Ninh. Có muối tôm. Muối hộp râm. Bạn nào thích ăn cái nào thì mình lấy cái đó đúng không cô? Nói với cô. Ai kiểu vị nào lấy cái vị đó. Quá đã. Chua chua ngọt ngọt, chấm miếng muối nữa. Hết sảy các bạn ơi. Bây giờ thì Bảo sẽ mua cái ly này. Ly 20.000. Ly này 30 các bạn nhé. Mà cô Loan bán Bảo là 20.000 thôi. Và coi như là chúng ta đã sử dụng hết 100.000.
ở chợ Hồ Thị Kỷ. Bạn thấy rằng là với 100 ngàn thì mình cũng không thể nào ăn hết được tất cả những cái món ngon ở đây đâu. Mà ngày hôm nay thì bạn cũng đã giới thiệu cho các bạn thêm những cái món rất là ngon, rất là đáng thử ở trong chợ này rồi. Hy vọng rằng là nếu có dịp thì bạn sẽ quay trở lại đây để thưởng thức tiếp những cái món ngon ở trong chợ này nữa. Còn bây giờ thì cảm ơn cô Loan rất là nhiều với cái ly này. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. Hẹn gặp lại các bạn những món ngon tiếp theo. Bye bye. Bye bye với con nha cô Loan. Bye bye.